sẽ dùng cặp đá trường gan, chúng ta đặt ngay ở liên sườn bên phải. Liên sườn phải tức là ở cái khu vực xương sườn tính từ vùng thượng vị sang bên phía bên phải của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy cái đai và chúng ta sẽ quấn quanh để giữ cho đá. Khi có cái đai này thì quý vị yên tâm là nếu như chúng ta có lao động hay chúng ta có làm việc thì chúng ta không có lo lắng đá bị rớt. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.